Xin chào, hôm nay thì Nam Hà sẽ chia sẻ một cái chủ đề rất đặc biệt nói về thuốc kháng sinh. Khi mà chúng ta ra ngoài quầy thuốc Tây á, mua thuốc á, thì hầu như là thuốc kháng sinh. Nó có cái tác dụng rất là nhanh và thần kỳ. Chỉ cần cho thuốc vào miệng, cộng với một cốc nước, nhắm mắt lại, nuốt cái ực, hiệu quả rất nhanh. Thế nhưng đã bao giờ chúng ta đặt một câu hỏi là thuốc kháng sinh nó được chiết xuất từ đâu? Dùng như thế nào là tốt và hợp lý? Nếu quá lạm dụng thì cơ thể chúng ta phải nhận lãnh những cái tác dụng phụ không mong muốn nào, những cái hậu quả nào, đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi chưa? Hãy cùng Nam Hà khám phá trong video lần này. Thì từ xa xưa, con người đã biết ứng dụng kháng sinh trong đời sống. Ví dụ khi bị vết thương hở, đã lấy cái nấm mốc ở ổ bánh mì hoặc là đậu phụ đắp vào vết thương hở và cho cái hiệu quả rất là nhanh. Mãi đến năm 1928 thì thuốc kháng sinh đầu tiên được phát minh, khám phá chính là penicillin, được phát hiện bởi nhà vi khuẩn học người Anh có tên là Fleming. Thì ông ấy nuôi cấy vi khuẩn và phát hiện rằng xung quanh các ổ nấm mốc thì vi khuẩn bị tiêu diệt. Như vậy, thuốc kháng sinh được chiết xuất từ các loại nấm mốc. Sau đó, nhiều loại kháng sinh được phát hiện ở trong những cái bãi rác, rồi là cống rãnh, rồi là bùn đất. Bây giờ thì hiện đại hơn, được bào chế từ các hợp chất. Thế thì thuốc kháng sinh được phát hiện, nó có cái tác dụng thần kỳ như là tiên dược. Và con người tin rằng sự ra đời của thuốc kháng sinh có thể chống lại các căn bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng chúng ta nên nhớ, con người chỉ là một phần nhỏ bé của tự nhiên mà thôi. Và ở đâu có sự sống, ở đó sẽ có vi khuẩn. Ngay trong đường ruột chúng ta có hàng trăm ngàn tỷ vi khuẩn. Nhờ có vi khuẩn thì chúng ta mới tiêu hóa được thức ăn. Nhờ có vi khuẩn thì chúng ta mới bài tiết được các chất thải. Nhờ các vi khuẩn thì chúng ta mới có thể truyền thông tin, kết nối liên lạc các tế bào, các gen bên trong cơ thể của chúng ta. Và những cái cơ thể khỏe mạnh, những cái thực thể sống khỏe mạnh thì chúng ta sẽ sống hòa bình cùng với các loại vi khuẩn. Thế thì nhắc tới cái việc mà dùng thuốc kháng sinh, nó giống như là một cái ví dụ chúng ta phun thuốc trừ sâu vô tội vạ trên các cánh đồng để tiêu diệt các sâu bọ, thì vô tình đã tiêu diệt luôn những cái vi sinh vật có lợi như là tôm, cua, cá. Thì cơ thì chúng ta cũng như vậy, sẽ có những cái vi khuẩn có hại nhưng cũng có những cái vi khuẩn có lợi, và nó không hề có mắt. Khi chúng ta uống thuốc kháng sinh vào, tiêu diệt vi khuẩn để dập tắt cái triệu chứng nhanh nhất, chống lại bệnh truyền nhiễm, nhưng những cái vi khuẩn có lợi nó cũng bị tổn thương, bị tiêu diệt. Và chúng ta biết rằng vi khuẩn rất là nhỏ bé, chúng ta phải soi, phải chiếu dưới kính hiển vi thì chúng ta mới nhìn thấy. Nó phát triển vô độ, nó quá nhiều, quá bùng nổ. Thế nhưng khoảng 50 năm, nửa thế kỷ, con người đã trải nghiệm thuốc kháng sinh và đã bị ngấm đọt, đã có những cái bệnh lạ xuất hiện, đã có những cái hiện tượng bị lơn thuốc, đó là cái hiện tượng kháng kháng sinh. Kháng kháng sinh có nghĩa là thế nào? Khi chúng ta dùng thuốc kháng sinh quá lạm dụng, vô tội vạ, cứ bị ốm là mua thuốc kháng sinh, thì vi khuẩn bên trong cơ thể chúng ta nó sẽ bị lờn, nó bị chai lì và nó sẽ đẻ ra những cái loại vi khuẩn mới, sẽ có cái sự cứng đầu, sức sống mãnh liệt, chai lì. Và cái thuốc kháng sinh mà chúng ta đưa vào á, không hề có tác dụng. Lúc đó chúng ta đưa bất kỳ một cái loại thuốc vào nào vào á, thì cơ thể chúng ta đều kháng lại. Đưa bất kỳ một cái loại kháng sinh nào vào thì vi khuẩn bên trong cơ thể chúng ta đều chống lại. Thậm chí nó còn nổi loạn, điên tiết, nó còn gây ra chiến tranh để tạo ra những cái căn bệnh lạ. Đó chính là cơ chế kháng kháng sinh. Ngoài ra, cái việc mà chúng ta dùng thuốc kháng sinh quá lạm dụng sẽ gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn, như là chúng ta sẽ bị đau bao tử, hại gan, rồi là rối loạn đường tiêu hóa, bị tiêu chảy, vân vân. Hệ miễn dịch của chúng ta ngày càng bị suy giảm chức năng. Thế cho nên thuốc kháng sinh chúng ta không nên lạm dụng, chỉ dùng trong những cái trường hợp cấp tính. Và cách tốt nhất để chống lại các mầm bệnh, cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể chúng ta, chúng ta hãy nâng cao cái hệ miễn dịch bẩm sinh sẵn có bên trong cơ thể chúng ta. Và thay vì dùng thuốc kháng sinh, chúng ta hãy chuyển sang các loại kháng sinh hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ củ tỏi, nó có một cái chất kháng sinh allicin, nó cũng tương tự giống như các loại kháng sinh được bào chế. Hay là trong cái hành lá cũng rất là giàu kháng sinh tự nhiên, được gọi là vua kháng sinh quốc dân. Rồi là củ nghệ, củ gừng, hành tây đều là những cái loại kháng sinh vô cùng tuyệt vời.
không thể không nhắc tới chính là tinh dầu. Tinh dầu chính là chiết xuất từ lá, từ nhựa cây, từ rễ cây. Nó là tinh túy của các loài thảo dược, của các loài cây. Nó được chưng cất và cô đặc, nồng độ rất là mạnh, chỉ cần một giọt thôi cũng đủ khỏe, đủ mạnh và đủ tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Nhắc tới tinh dầu là nhắc tới cái khả năng kháng nấm, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus cực mạnh. Có rất nhiều cái loại tinh dầu trong đời sống hàng ngày mà con người đã ứng dụng, như là tinh dầu bạc hà, tinh dầu xả chanh, rồi là tinh dầu bưởi, tinh dầu gừng, tinh dầu tỏi. Và có một cái loại kháng sinh tự nhiên vô cùng phổ biến, trẻ sơ sinh dùng rất là nhiều. Những cái bà mẹ mà đang nuôi con thì trong gia đình hầu như đều có. Người trưởng thành, người già sử dụng đều rất tốt, không gây ra tác dụng phụ, không gây ra cơ chế kháng kháng sinh, không gây tổn thương cho cơ thể. Đó là tinh dầu tràm, tinh dầu tràm cả nhà mình nhé. Thì chúng ta cố gắng là chuyển sang các loại kháng sinh tự nhiên. Thì bên Nam Hà cũng có hỗ trợ cái tinh dầu tràm gió nguyên chất 100%. Từ lúc mà Nam Hà hiểu ra cái điều này thì đã thay vì dùng những cái loại kháng sinh được bào chế từ các hợp chất, thì chuyển sang các loại kháng sinh tự nhiên, đặc biệt là cái tinh dầu tràm gió nguyên chất 100% này. Có một lò trong gia đình, nó giống là tủ thuốc di động. Từ trẻ em, bà mẹ mang bầu đang cho con bú, trẻ sơ sinh đều dùng được và không gây ra tác dụng phụ, không gây ra cơ chế kháng kháng sinh. Lịch sử hơn 5.000 năm sử dụng tinh dầu đã công nhận tinh dầu tràm gió nguyên chất 100% có khả năng trị liệu hàng trăm các loại bệnh thông thường, từ cảm, cúm, sốt, ho, chảy nước mũi, rồi là sưng viêm đau nhức bên trong cơ thể. Cách sử dụng thì nó rất là linh động, đa dạng, dễ sử dụng, an toàn, thân thiện với môi trường, với con người và với thế giới tự nhiên. Thì đó chính là cái chủ đề trong ngày hôm nay mà Nam Hà muốn lan tỏa, chia sẻ tới tất cả các cô bác anh chị. Nếu mà ai chưa có những cái lò tinh dầu như là tinh dầu tràm gió nguyên chất thì có thể liên hệ với Nam Hà bằng cách đó là nhắn vào cái Zalo, số điện thoại trên màn hình. Nếu các cô bác anh chị thấy cái video giá trị, chúng ta có thể chia sẻ cho 3 đến 5 người bạn yêu mến. Tuyệt vời hơn, có thể là đăng ký kênh của Nam Hà ủng hộ. Đặc biệt nhớ bấm vào quả chuông để nhận thêm nhiều video tuyệt vời phía sau. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.